43 công đất tại xã Thành Phước, huyện Thành Hóa nha cô chú anh chị. Đất mình thì giáp ranh với Tân Hiệp nha. Bên kia kênh là của Tân Hiệp. Thì con kênh này kênh nước ngọt nha. Kênh này thì lúa khoảng 100 tấn lưu thông. Khu này ở đây trồng sầu riêng rất là nhiều luôn. Mặt tiền của mình đó lên đến là 110m thì tiếp giáp với đường đá xanh này cô chú anh chị. Đường đá xanh này cũng khá lớn nha. Và cái hậu của mình đi sâu vào bên trong là xuống tới cái bờ ngang đó, vuông nhất luôn là 340m, rồi xuống tới dưới hàng cây dưới kia và nó nở hậu ra là được 140m nha. Đất mình thì có hai khuôn, khuôn đầu tiên và khuôn thứ hai. Thì kế bên thửa đất mình bên kia là cái vườn sầu riêng đó cô chú anh chị. Sầu riêng đó thì khoảng được 2 năm tuổi nha. Khu này thì có nhà cửa dân cư, có điện hiện hữu luôn. Thì đất mình thì từ đây mình ra tới thị trấn Mộc Hóa khoảng 10 cây. Khu này ở đây thì hiện trạng đó, chuẩn bị vô 3 vụ nha. Cắt lúa vụ này xong. Vụ tới này thì bắt đầu vô 3 vụ rồi. Ở đây thì đã làm đê bao, riêng biệt hết rồi đó cô chú anh chị. Thửa đất mình rất là vuông, rất là đẹp. Cô chú anh chị mình mà trồng vườn lên sầu riêng đó thì nên tham khảo thửa đất này nha. Thửa đất này thì rất là vuông nhất luôn. Trồng sầu riêng thì khu này khá là phát triển nha. Bên kia cũng là vườn sầu riêng. Khu Tân Hiệp này trồng sầu riêng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đường xá đây thì hẳn hồi luôn, đường rất là đẹp, đường nó xanh. Đất mình thì có trụ đá hẳn hồi. Đây cái trụ mình tại đây. Bờ ở đây thì mỗi người nửa nha cô chú anh chị. Đi thẳng vô, rất là vuông nhất luôn, đi thẳng vô 384 và đi ngang qua 140m và đi lên. Giá thì chủ bên em bán là 120 triệu trên 1000 m², tức là 1 tỷ 2 một mẫu nha. Giá này cô chú anh chị mình xem đất đó, mình cứ gặp chính chủ mình thương lượng giá cả với họ, xem họ bớt cho mình được bao nhiêu nha cô chú anh chị. Em báo giá với cô chú anh chị mình là giá trực tiếp từ chính chủ nha, không hề mà kê giá lên nha cô chú anh chị. Xem đất thì mình cứ gặp chính chủ mình thương lượng giá cả trực tiếp với họ. Thì từ vị trí thửa đất mình ra tới chợ đằng 4 thì tầm khoảng là 5 km thôi, cũng rất là gần được cô chú anh chị. Về đến thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 60 cây thôi, còn thành phố Tân An và Tiền Giang thì lên tới đây khoảng 70 cây nha. Thì mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Về để xem đất mình gặp chính chủ thương lượng nha cô chú anh chị.